do Rồi, thế để nên là tiếp tục với cái phần cái cái dự dự án án các về bạn trước Java trước, các thì bạn các bạn mở cái này cái đây này là lên để đúng không? các Ta bạn sẽ vào cái thứ bài số ba 3, là à tiến cái hành phần số 3 đây. đầu tiên Đầu chúng ta tiên sẽ chúng ta kiểm sẽ kiểm tra tra xem xem là là cái cơ cơ sở dữ sở dữ liệu liệu của bạn bạn đang thao tác là cơ sở dữ liệu là nào. và chúng Và ta chúng ta thao tác với cơ sở dữ liệu Java Java bằng bằng SQL SQL. Server. Như vậy Như vậy chúng ta sẽ chúng gõ đây là ta sẽ SQL SQL Server. Đúng. đấy. Đấy. Và như Và chúng vậy ta tìm thì đến chúng cái ta cơ sở dữ liệu Java. và như Và vậy chắc là cái bảng chúng ta thao tác là bảng. ở Ở đây đây thì thì chúng chúng ta ta đang thao tác với bảng là student student đúng không? student Student. thế Thế thì thì các các bạn bạn cũng sẽ xem chọn cái bảng student student này. chúng ta Chúng ta chọn sẽ cái xem bảng phần design design để chúng ta biết được cái kiểu dữ liệu của nó. và Và chúng chúng ta ta sẽ chọn xem cái cái phần phần select select để ta biết được cái dữ cái dữ liệu liệu đang đang có có là là gì gì. thế Thế nên thì là cái cái hôm bước trước đầu này là chúng chúng ta ta làm làm đến chúng cái ta phần làm này. đây Đây, phần này. thì Chúng ta ta đã thấy thực hiện được cái cái việc việc là là ở đây thì bạn các bạn nhìn cái phần design của design nó đây. phần Phần add add thêm thêm rồi rồi đúng không? phần Phần add chúng edit ta ta làm làm rồi chưa? edit Edit làm làm rồi rồi đúng đúng không không? chưa Chưa bây bây giờ giờ chúng ta ta sẽ sẽ thực hiện việc thực sửa hiện dữ việc liệu đúng không? Ta cái phần này là phần sửa dữ liệu. như Như vậy vậy ở chúng đây ta ta sẽ thực hiện là chúng ta sửa sửa dữ sửa liệu đúng không? Sửa dữ liệu trong trong sửa sửa dữ dữ liệu liệu để cập nhật vào vào cái cơ cơ sở sở dữ dữ liệu đúng liệu không? bằng Bằng Java và và SQL Server. thế bây Thế giờ bây giờ chúng ta để mà sửa sửa thì chúng việc ta đầu sửa tiên trong là các bạn sẽ sẽ phải viết một cái hàm là hàm hàm sửa sửa đúng đúng không không? hàm Hàm sửa sửa. thì ở Thì ở đây các đây các bạn bạn là cần cần phải update update vào vào cái đây 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 ta sẽ viết như thế này. sẽ Sẽ có có hai hai bước bước để thực hiện việc đấy. chúng Chúng ta ta sẽ sẽ có có hai hai bước bước, bạn bạn sẽ vào lúc phần phần down down này này chúng ta sẽ thực hiện như thế này. ta Ta sẽ sẽ có có bước 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 một 1. đấy Ta insert insert thì là xong rồi đã xong rồi đây. Và ta thêm ta một thêm cái một bước cái bước nữa 1 đây này, tức là tức là cập nhật dữ liệu này. cập Cập nhật nhật dữ dữ liệu liệu thì thì ở gồm có đây hai bước, là là bước bước 1 này là là các bạn bạn sẽ phải thực hiện là cập cập nhật nhật dòng dòng đúng đúng không không, cập cập nhật nhật vào vào bước model, tức là cập cập nhật nhật vào vào model model đúng không, model model. và thứ Và thứ hai hai là chúng ta sẽ bước bước thứ số hai 2 là ta mới cập nhật vào database, cập cập nhật nhật dòng dòng vào vào model model dòng 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 dữ liệu vào mô mô đồ đồ đó, sau đó cập nhật mô mô đồ đồ vào gì vào database đấy đấy, như thì vậy bạn phải làm như thế. thế Thế thì thì chúng ta làm chúng đây ta sẽ viết hai cái hàm thể hiện việc đó nhé nhé. Thì hàm đầu tiên cái hàm là liên quan đến đây, chúng ta sẽ viết là public này void ghi là update row row to model. trong Trong này này chúng các ta bạn cần cần truyền truyền các cái thông tin. ở đây Ở đây bạn bạn sẽ sẽ truyền truyền thông tin này. thứ Thứ nhất nhất là là phần gtable. Gtable. gtable Gtable. Table. Và chúng ta chúng ta sẽ cập cập nhật nhật theo cái dòng dòng. Đó. bây giờ Bây giờ chúng ta ta sẽ ghi là table default table table model, đó, ghi là model. Rồi. xem Sẽ ép kiểu kiểu sang sang cái là để default table model. bạn Bạn ghi là gtable nhé. G rồi. đi Gtable một 1 đi. Đi theo một này, oh, chấm chấm ghét ghét một mô đồ đúng không đúng không? nghĩa Nghĩa là là chúng ta chúng ta sẽ sẽ chuyển chuyển
cái bảng dữ liệu thành model. Đây là chuyển này. Bảng chuyển table đúng không? thành model. Sau đó chúng ta sẽ lấy một cái dòng dữ liệu đúng không? Lấy một vector chứa dòng dữ liệu. Chúng ta sẽ có vector. Rồi. Data sẽ bằng cái model.get data vector. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy về cái một cái vector khác này. Ví dụ vector data 2 đi. Data 1, data 2. Thì ép kiểu từ cái vector này và data chấm get và chuyển đây không? Đấy. Thì cái chỗ này là cái data 2 thì chính là dòng dữ liệu, đúng không? Dòng dữ liệu. Như vậy ở chỗ này là data 2 sẽ chứa một dòng dữ liệu. Đúng không? Còn cái này chúng ta sẽ lấy theo một cái dòng, đúng không? Cái vector này thì ta lấy về một dòng. Lấy về một dòng ở trên bảng, đúng không? Còn chỗ này là ta chuyển cái dòng đấy thành dữ liệu dạng vector, đúng không? Đấy. Thế thôi, sau đó ta cập nhật, đúng không? Ta cập nhật thì chúng ta sẽ có là cái gì nhỉ? Cái model chấm data chain đây này, file table data chain nhé, file table data chain. Thì cái này nó là cập nhật thay đổi nhé, cập nhật thay đổi. Sau đó chúng ta sẽ ghi là z table chấm repaint, tức là render lại dữ liệu đó. Và cuối cùng ta có z table chấm set model và đưa cái model vào đây, đúng không? Tức là lại đưa dữ liệu trong model nhá, vào cái z table nhé. Đấy, đây là cập nhật thay đổi này. Đấy, thì cái này nó, cái đoạn này thì nó chỉ đơn giản là nó sẽ cập nhật lại cái dòng dữ liệu vào cái model thôi. Nó đầu tiên chúng ta sẽ chuyển nó sang cái model, ta sẽ lấy dạng vector nhé, và cuối cùng chúng ta thực hiện cái việc cập nhật ở đây. Và sau khi cập nhật xong thì các bạn cũng xóa nó đi, đúng không? Xóa cái này đi. Nếu mà bạn, giả sử bạn muốn xóa thì các em có thể thực hiện một cái lệnh ở đây, đó là data 2 chấm clear. Đấy, thì xóa nó đi cũng được, không? Thì đây là cách đầu tiên là chúng ta sẽ update vào model, đúng không? Còn cách thứ hai, cái phần bước thứ hai là chúng ta chỉ update cái model vào database. Phần số 2 là chúng ta, thì bạn sẽ có một cái hàm là public này, void update model to db database. Thì ở đây các bạn sẽ làm tương tự như cái phần trên thôi, chúng ta cũng có try catch, đúng không? Thì cái try catch ở đây bạn sẽ lấy đúng cái đoạn này, đúng không? Đây, lấy easy cái đoạn này trên này.
Có điều là chúng ta sẽ sửa lại một chút. Đó. Là đây là một câu lệnh cập nhật. Đó. Chúng ta open connection xong này. Đó. Xong chúng ta sẽ thực hiện như thế này. SQL thì chúng ta không để cái dạng là insert mà chúng ta là update nhé. Để xóa cái này đi. Rồi, chúng ta sẽ ghi update này. Product tên bảng dữ liệu là gì nhỉ? Là student đúng không? Update student. Student này có các trường là mã tên, mã sinh viên, họ tên, email, số điện thoại. Vậy ở đây ta sẽ có update này. Ồ, trên này hình như là có ghi bản cái update chưa nhỉ? Chưa đúng không? Select này. Insert đúng không? Rồi. Trên này update này. Student. Rồi, set. Set này. Ở đây thì có nhiều cái cách mà các bạn có thể update được. Thì chúng ta update set này. Set cái gì? Chúng ta set cái thế thì bạn sẽ khai báo ở đây. Không thì thấy update là như đơn giản nhé. Update. Ta sẽ khai báo đây một cái dòng này, in này, ID nó, set update này, set này. Thì ở đây ta sẽ có mấy trường cần update này. Các bạn chú ý ở đây ta sẽ có mấy trường, ví dụ như trường họ tên, email, số điện thoại, họ tên, email, số điện thoại đúng không? Ta sẽ có họ tên, đúng không? Họ tên sẽ bằng hỏi chấm. Hỏi chấm là đây, ở đây là thể hiện là cái tham số được truyền vào đúng không? Họ tên bằng hỏi chấm. Rồi, xong phải email bằng hỏi chấm. Rồi, phải số điện thoại bằng hỏi chấm. Rồi, như vậy có 3 tham số rồi đúng không? Bây giờ quay. À đây không cần quay. Cái mã SV bằng hỏi chấm. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có 4 tham số đây. Thứ nhất là hỏi chấm cái họ tên này bằng bao nhiêu này, email bằng bao nhiêu, số điện thoại bao nhiêu, quay mã nhân viên bằng bao nhiêu. Đấy. Thì bây giờ ta mới thực hiện cái prepare statement PS bằng câu lệnh này đúng không? Sau đó chúng ta sẽ có PS. Ở đây các bạn chú ý này. Ở đây chúng ta đều dùng là chuỗi hết. Các bạn để chỗ này toàn là chuỗi này. Chuỗi. Vì vậy chúng ta tất cả là set string hết nhé. Ta có ps.set string này. Rồi, tham số thứ 1. Đó, tham số thứ 1. Thì các bạn sẽ chuyển ở đây. Có lẽ là chúng ta sẽ chuyển string này. Mã sinh viên string, họ tên string, email string, số điện thoại. Rồi, thế thì ở đây bạn sẽ chuyển đây cái mã đầu tiên đó chính là họ tên đúng không? Rồi, các bạn copy cái này. Các bạn lấy đúng thứ tự nhé, nếu không là sẽ gặp nhất sai. Mã thứ cái số 2 thì sẽ là email đúng không? Tham số đầu tiên thì chuyển vào họ tên này, tham số thứ hai là chuyển vào email. Rồi, tham số thứ hai này, tham số thứ ba và tham số thứ tư. Tham số thứ ba thì ta chuyển vào số điện thoại và tham số cuối cùng ta chuyển là gì, mã sinh viên. Đấy. Thì đây là chuyển tham số nhé, chuyển tham số. Rồi, sau khi chuyển tham số xong rồi thì các bạn sẽ thực hiện là thực thi lệnh đúng không? Thực thi lệnh. Thực thi lệnh chúng ta sẽ có ps.sql update. Rồi, các bạn sẽ
khai báo một cái biến ở đây là in kết quả bằng trừ 1 chẳng hạn. Và đây ta sẽ gán cái kết quả vào đây. Kết quả bằng cái này, đúng không? Và các em sẽ ghi bắt lỗi, đúng không? Rồi, và cuối cùng ta return KQ. Thế thì đây bạn phải khai báo là in vào đây nhé. Rồi, return KQ. Đấy, thì đây là cái phần mà chúng ta thực hiện update. Đây đây nhỉ? Update. Đấy, thì nó thực hiện thế là ok rồi, đúng không? Update như thế là ok rồi. Thì ở trên cũng thế thôi. Thì cái phần delete thực ra là lần trước mà khi mà thực hiện thì các bạn cũng đã từng thấy là thầy đã viết cái phần delete, đúng không? Phần delete thì bạn để ý này. Khi bạn delete đi nó vẫn mất đi, bạn insert vào nó vẫn thêm vào. Thế thì cái gì làm cho nó thêm vào thì thực ra là thầy đã cập nhật cái module đây, đúng không? Bạn sẽ nhìn thấy này, insert data này này. Cái này thì vẫn thế thôi. Load data vẫn thế này. Đấy. Thì quan trọng là bạn sẽ dùng cái load data to the table, đúng không? Thì cái này nó cũng thực hiện lại, đúng không? Thế bây giờ chúng ta quay trở về cái phần main bar này, design này, chúng ta sẽ kích vào đây một cái, tạo một cái button là update. Đây này, cái button là gì? Đây, các bạn thêm một cái button update rồi này. BTN update. Và chúng ta kích đúc cái này vào đây, đúng không? BTN update. Thế việc đầu tiên chúng ta cũng sẽ khai báo một cái là bây giờ các bạn là bạn thấy cái update nó giống hệt cái này, đúng không? Giống hệt cái này. Đấy. Giống hệt cái này. Đây chính là cái phần update này, giống như cái phần insert các bạn viết ấy, đúng không? Đây. Tức là chúng ta sẽ lấy về một dòng này, đúng không? Nếu mà nhỏ hơn thì ta return, vân vân. Chúng ta sẽ lấy về các trường dữ liệu, sau đó cuối cùng ta mới gọi. Được chưa nhỉ? Ta mới gọi này. Ta mới có in này, KQ. Sẽ bằng là DAO chấm cái update. Mau click thì ta thể hiện đây rồi, thế còn cái chỗ thêm đây chắc là để dùng cái này nhé. Đây. Đấy. Bây giờ ta sẽ có update này. Tên hàm của chúng ta là tên hàm đây, mã tên email số điện thoại, đúng không? Ta cũng để ý gì thế. Rồi rồi, thế bây giờ ta mới chạy thử xem là nó có thực hiện được không nhé. Các bạn kích vào đây ra. Đấy, thì ở đây các bạn nhìn thấy ví dụ trường hợp là thầy sửa cái bản 06 này nhé, thầy ghi là update. Đó. Đấy, mã thì không sửa các bạn nhé. Mã thì không sửa. Cũ update đi. Đó. Bây giờ 0011 tất nhé. Đi update này. Có update không? Không update đúng không? Chúng ta kiểm tra lại tại sao nó không update. Mặc dù đã hiển thị đây, bây giờ chạy lại.
Đấy, rõ ràng là update rồi. À đây, nó update này. Nó update được, đúng không? Chúng ta kiểm tra nhưng mà nó chưa reload được nhé. Chưa reload được thì bây giờ ta phải kiểm tra tại sao. Có đúng là update được không ạ? Các bạn nhìn cái chỗ này thì rõ ràng cái chỗ mà Vũ Văn C cái gì đấy? Là chỗ 88 này này. 76 này đúng không? Thì toàn 8 này, nếu em chọn lại mà nó thành toàn 1 thì là đúng luôn. Thì rõ ràng là 1 là ok rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa reload lại, đúng không? Thì chúng ta phải kiểm tra tại sao nó chưa reload lại. Thì bây giờ ta phải kiểm tra này. Tại sao những thằng khác nó update được mà thằng này lại không update được? Đây ta phải kiểm tra. Thằng này cũng thế đúng không? Đây, tất cả cái này đều như thế. Thêm đây, thêm thì nó vẫn update được. Thế bây giờ chúng ta phải kiểm tra xem là đây. Ví dụ bạn thêm lại này, bạn thêm lại nhé, lan này, hai này, đúng không? Thêm này. Ví dụ như là PH07 này, 07. Rồi A gmail.com, số điện thoại là 00 chẳng hạn, đây là chưa validate, đây S này, không thì nó vẫn chưa gọi lên này. Rõ ràng là thêm vào nó vẫn chưa thông báo này, nhưng chưa gọi lên, người ta chạy lại này. Đấy, như vậy rõ ràng là ta đã thêm vào được nhưng chưa gọi lên, đúng không? Thì chúng ta lại phải gì, kích vào rebutton đấy thì nó mới lên, đúng không? Rebutton thì nó mới lên cái đấy. Thế thì cũng không hợp lý lắm, đúng không? Chúng ta phải tìm cách chúng ta gọi nó lên, đúng không? Gọi nó lên. Thế bây giờ phải có một cái hàm để gọi nó lên. Có một cái hàm gọi lên thì làm thế nào để gọi được cái hàm đấy? Thì bạn sẽ viết một cái hàm, tức là nó sau khi thêm vào thì nó tự động gọi lên, đúng không? Thì có hai cách. Một là các em ở trên này các em viết một cái hàm. Trên này nó có một cái là gtable.setModel.load.data thì các em sẽ lấy lại cái này. Ta sẽ copy. Theo thầy là các bạn copy lại cái này. Đấy. Load lại cái này, đúng không? Đây là cái đơn giản nhất. Thì chúng ta đưa vào cái chỗ update ấy. Update đúng không? Sau khi làm xong thì ta update lại thôi. Cái gì nhỉ? Đấy. Thì các em chạy lại nhé. Đây, bây giờ chúng ta sửa lại này. Chỗ A này. Bây giờ các bạn sửa là A update. Đúng không? Đây sửa thành 1111 này. Update này. Đấy, như vậy là rõ ràng nó đã thay đổi cái gì nhỉ? Nhá. Bây giờ các bạn sửa thành 2222 này. Đúng không? Và update lần 2. Update. Thế là nó sẽ update lần 2 đây, đúng không? Đi nhỉ? Đấy nhé, thì cách đấy cũng được. Cách đấy cũng được. Thì là cách đơn giản nhất. Tất nhiên là nó có cách hay hơn. Nhưng mà chúng ta có lẽ là làm cái đấy thì cho nó đơn giản, đúng không? Bạn thêm cái này là bạn phải gọi được. Rồi, như vậy cái chỗ này bản chất là đây là chỗ này nó là cập nhật dữ liệu này. Còn cái chỗ này nó là reload dữ liệu. Toàn bộ cái dòng dưới này nó là reload. Đấy nhé, xong rồi. Như vậy ta đã thực hiện cái việc là thêm, sửa, xóa và cập nhật, đúng không? Đấy. Ta cập nhật lại lần nữa cho chắc ăn nhé. Bạn sẽ nhìn đây, Vũ Văn C này. Ta sẽ sửa C update. Đó. C update này. Ta chọn update. Đấy, thì lập tức nó, các bạn nhìn thấy nó thay đổi chưa? Thay đổi rồi, đúng không? Và em kiểm tra trong database có cập nhật được không, thì em sẽ nhìn cái Vũ Văn C này. Vũ Văn C này nhé, cái dòng này đâu. Thì lát nữa nó phải là C update, đúng không? Bạn select lại này. À bạn nhìn thấy Vũ Văn C update, xong rồi, đúng không? Như vậy là ta đã làm xong cái phần sửa trong ứng dụng Java và S Web Server nhé.